Việc chào quý vị và các bạn, việc chia sẻ đối với quý vị và các bạn ba cặp lo nha. Thì ở đây có một cặp vỏ rất là to, thành lý cho quý vị và các bạn nè. Một cặp Pioneer, một cặp Boss. Thì quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ 0963 721 519. Thì phương thức mua hàng là quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước bán trước, không ship COD, không chờ không đợi nha. Rồi đầu tiên thì cặp Boss Karaoke Boss 301 Series 5, hàng mới về, thơm phức mùi Mỹ luôn. Đấy, gân zin, lo đẹp nha quý vị và các bạn. Đây là cái căn tem còn đầy đủ, cái căn không gách. Quý vị và các bạn, đây là quay phía sau. Thì cặp này trùng số series, thùng đẹp, góc cạnh thùng đẹp, hàng sản xuất tại Mexico quý vị và các bạn, Mexico. Số series là 823, thì trùng số series quý vị và các bạn. Góc cạnh cặp này đẹp lên keng, theo dạng hàng bãi. Đó. Cặp này vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn, giá là 5.800.000 đồng, 5.800.000 nha, không bao ship, không bớt nha quý vị, không bao ship, không bớt, 5.800.000, tiền nào của nấy, hàng đẹp. Pioneer CS 88, Pioneer CS 88, hàng về không tốt tác, thùng cũ theo 5 tháng. Đây chọc miếng nha. Đây bị dịch căng ra trước đây, cho quý vị xem các tiếng lo đây, đây căng thì còn ngon. Các tiếng lo thì zin đẹp. Các tiếng lo là từ lo bass tới lo chép, lo chung là đẹp nha quý vị và các bạn. Đó. Thì cặp lo này là bass 30. Bass 30. Chung này thì đường kính khoảng 15. Cái chép siêu chép giấy này thì đường cũng khoảng 10 và chép cầu. Đó quý vị và các bạn. Rồi, đây là phía sau, đây là quay phía sau cho quý vị xem nha. Đó, phía sau thì do vận chuyển nó cọ ở đây. Mẻ ở đây một tí xíu, hai volume để tăng chung và chép. Pioneer CS 88 8 ohm, 60W. Rồi trước bên đây, trước bên đây góc cạnh ở phía sau, máy này là do nó cọ và hai chiếc nó cọ vào nhau cho nên nó chạy sơn không quý vị và các bạn. Đó, rồi lò thì zin cũ, lò đẹp keng, đã kiểm tra hát tốt. Và giá của cặp này được bán cho quý vị và các bạn á, giá cái cặp CS 88 là 9.800.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển, 9.800.000 nha quý vị và các bạn, 9.800.000. Còn cái cặp này mà bạn nào muốn mua lẻ cái gì bán đó nha, mua thùng bán thùng, mua bát bán bát, mua chung bán chung, mua chép bán chép, được giá thì mình giả ra mình bán. Rồi đây là cái cặp săn xuôi rất là to, cái lưới này vừa của bạn, lưới căng đẹp nha. Đó. Rồi thì để việc quay và đo kích thước cho quý vị và các bạn, bây giờ đo kích thước nha. Đó. Nhìn từ xa thì nó như thế này, đo kích thước xong rồi sẽ quay tình trạng, báo cái tình trạng và báo giá. Cái chiều sâu là 42, chiều ngang là 46, chiều sâu 42, chiều ngang 46 và chiều cao là 70. Phía sau lưng thì nhìn từ xa là nó như thế này quý vị và các bạn, được việc lấy nét từ góc cạnh cho quý vị và các bạn xem nha. Đây, và trên bên đây góc cạnh đầu này nó ok hết. Cái cặp xăng xui này là xăng xui, cái model nó là SB300 nè. Rồi thì cặp vỏ này để coi, vừa hổm mình vận chuyển về nó cọ vô cái thùng xe nó ấy chỗ nào, ở phía dưới nè quý vị và các bạn, ở phía dưới ha, ở phía dưới cái đáy thùng mà nó có xước miếng gỗ lạng để việc lật lại cho quý vị xem nha. Đó, đây do mình vận chuyển á, cọ vô thùng xe đây quý vị và các bạn, tí xíu đây ha.
À, nhưng nó dưới đáy thùng thì không sao ha, cũng không có vấn đề gì. Cái này thì bắt bát 30, cái lỗ lọt lòng này thì nó lọt lòng là 26,5, mà nó dư ra hai bên này, một bên khoảng 6, bên đây khoảng 6 nữa. À, vì các bạn thì có thể bắt cái bát to hơn, tại cái thùng này nó rất là to. À, còn đây cái lỗ này thì cái chiều này là chiều đứng là 10-13 và chiều ngang là 5,5 để bắt chép còi. Ở đây là cái chung còi nè. Và giá của cái vỏ thùng, quý vị và các bạn lưu ý là giá của cái vỏ không bao gồm phân tầng và cái còi này, thì giá của cái vỏ là 3.800.000 đồng không bao gồm phí vận chuyển. Bạn nào thấy mua được thì mua, nhưng thấy mắc quá thì đi đóng vỏ thùng mới, xin được một cái giá. Rồi, cái bộ phân tầng nè quý vị và các bạn, cái bộ phân tầng này thì nó xài một bát 30, một chung còi và hai chép còi. Cái bộ phân tầng này nó cùng một đời nhưng mà nó sản xuất khác năm quý vị và các bạn. Quý vị thấy ở cái bộ phân tầng bên đây thì những cái cuộn dây á, người ta có cái gì đó, cái miếng mà mũ màu trắng trắng người ta chặn lại. Rồi thì ở bên đây không có cái miếng mũ đó quý vị và các bạn. Người ta đổ keo, bên đây người ta đổ keo chứ không có miếng mũ. Và con tụ ở bên đây á, thì chỉ số nó giống nhau, nhưng mà chỉ số giống nhau mà có việc thấy là có một cái con mà con chở gì đó 16 ôm đó, là nó khác màu nha. Con bên đây 16 ôm màu xanh, còn con bên đây là 16, con bên đây là màu đỏ đỏ đó. Thì nó cũng là 300 thôi. Đây nè, đây quý vị, để quý vị quay cho quý vị xem. Thì cái này nó sản xuất đời trước đời sau, thì thông số thì y nhau à, tụ nào nó cũng vậy chân quý vị và các bạn, chứ nó không có khác nhau được. Mà do là người ta sản xuất đời trước đời sau thì nó có tụ màu này màu kia vậy thôi. Đó, y nhau nha. Rồi, cái bộ phân tầng là 1,5 triệu, không bao ship. Đó. Rồi, còn cái cầu gang nè, cầu gang này rất là to nè. Đây, cầu từ Anico to lắm nha quý vị. Quý vị thấy cái cổ nằm ở trong để việc đo cái kích thước cái cầu này nha. Cái cầu này cái chiều sâu, mình đo cái chiều sâu của cầu này là khoảng 30, chiều sâu của cầu 30. À, và cái chiều đứng của cầu này là 27, chiều ngang là 18,5. Đây từ đây xuống đây 27, đây 18,5. Cầu này zin đã thử rồi, khá tốt. Cái cặp cầu này giờ mình bán cho quý vị và các bạn 5 triệu không bao ship nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây.